Kể từ khi gặp Quang Linh Vlog, The Con đã thay đổi một cách chóng mặt, nhất là gu thời trang khi ngày càng bảnh, trông đẹp trai Nhật Bản. Trước khi gặp nam YouTuber, gia đình Lôi Con rất khó khăn, cơm ăn còn chẳng no chứ đừng nói đến việc mặc ấm hay mặc đẹp. Những hình ảnh cậu bé ốm yếu trong bộ đồ rách từng lỗ chẳng còn lạ, nhìn lại khoảnh khắc ngày xưa ấy của Lôi Con, dân mạng không khỏi chạnh lòng. Thế nhưng, từ khi team châu Phi của Quang Linh đến đây, cuộc sống cậu bé này thay đổi đến ngỡ ngàng, Lôi Con thường xuyên xuất hiện bên team, được mọi người cho ăn ngon. Dường như vì vậy nên cậu bé ngày càng khỏe mạnh, năng động và bảnh trai. Đồng thời, cậu bé cũng được Quang Linh sắm những bộ đồ đẹp, phong cách không đơn giản là đồ lành lặn mà những bộ đồ này còn có gu thời trang nhất định. Nhiều người phải trầm trồ trước sự chiều chuộng mà team của nam YouTuber dành cho cậu bé châu Phi này. Giờ đây, Lôi Con như đứa con cưng của Quang Linh, lúc nào cũng được anh bao bọc, chiều chuộng, dạy dỗ cẩn thận, cũng nhờ nam YouTuber mà Lôi Con còn nghe hiểu và nói được tiếng Việt. Đồng thời, bé cũng ngoan ngoãn và biết điều hơn. Thậm chí có những khoảnh khắc, mọi người trang điểm cho cậu bé thành cô công chúa khiến ai nấy đều được fan ngỡ ngàng, bật cười, thích thú. Những điều mặc Quang Linh làm cho Lôi Con không thể kể hết khi anh chăm sóc mọi thứ từ bữa ăn, giấc ngủ, trang phục đến cả vui chơi. Nhờ có Quang Linh, tuổi thơ Lôi Con giờ đây thêm phần ý nghĩa. Mong rằng, với sự bao bọc này, cậu bé sẽ được lớn lên một cách khỏe mạnh, bình an và mong đúng như điều mà mẹ Lôi Con mong muốn. Cậu bé sẽ trở nên giỏi giang như Quang Linh hiện tại.